Nhớ thì trước em cũng mua cái này y chang vậy nè, em lượt nè, nhìn nè, cái này luôn rồi, em nó phiểu này luôn rồi. Cái mặt kính bật ba rồi. Này có nước nè, nước nọng này đủ 100 độ. Rồi cái nước dưới thì mình bỏ hả? Cái nguồn em ra bỏ. Vị không chị? À cái nước lúc nãy là mình chỉ là mới chán nước thôi. Nước này nè, nó rồng mới pha nè. Cái nước đấy là nó làm đều cái màng. Mà mình phải thấm. Mình phải mới cho một chút xíu nước để nó nở cà phê đúng không? Cái này là này phải bấm giờ tỉ mỉ lắm chị ơi. Em đang bấm giờ này. Chi vậy? Tại vì nếu mà muộn quá thì nó chiết xuất hết thì cái xanh lô lô nó ra nó rất là đắng. Đúng rồi, thì trong bao lâu mình làm trong bao lâu? Tất cả một cái mẻ này trung bình là sẽ khoảng 3 phút. Dạ. Yeah. Không quá. À mình cứ chế vậy thôi hả? Rồi những cái xung quanh rồi sao? Nó không thấm vào cái xung quanh thì sao? Cái đầu tiên là mình cho nó đánh thức dậy trong vòng 30 giây. À. 30 giây đầu tiên là đó, để cho đánh thức. Hồi xưa em mua về á, cái giấy này mà em đâu có biết xài đâu. Bây giờ coi từ bữa nay lên đây là giờ mình nào. Ở nhà thì mình cũng có cái này. Có. Cái này bỏ hạt vào đây mình xay ra đặt, nhưng mà tôi thấy cái đồ chỉ
chào anh. Có cái anh là nhà báo ở tỉnh Con Tum này, anh ấy đang chuẩn bị lên viết bài, anh nhờ giờ hỏi xem ở đây là vườn cam nào nó ngon đấy. Chú là quay này là mình quay để đấy về đấy ạ, thế tư liệu đấy ạ. Hay là vâng. Để mình vừa chơi làm kỷ niệm vừa vừa làm quay thêm hình ảnh cho anh đó. Em xem đi lên xem thu hoạch vụ này thế nào nào. Này thế làm sao mà cõng trồng được, lúc trồng xín sao cõng trồng được. Ở đây là trồng xín là phải cõng trồng về đấy.